Chính phủ Nhật Bản cho biết số ca nhiễm mới được phát hiện trong ngày hôm qua 14 tháng 6 đã đạt 75 ca, cao gấp đôi những ngày trước đó. Phần lớn số ca nhiễm mới tập trung tại thủ đô Tokyo, xuất phát từ các quán rượu, karaoke, nơi việc đề phòng lây nhiễm COVID-19 không được thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, lưu lượng giao thông tại Nhật Bản đã khôi phục được 70% so với thời điểm trước dịch bệnh, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho dịch tái bùng phát trở lại. Chính phủ Nhật Bản một mặt kêu gọi các quán nhậu, nhà hàng, tụ điểm giải trí cần áp dụng triệt để các phương pháp giãn cách như giảm số ghế ngồi, giảm số lượng khách hàng tiếp nhận trong cùng một thời điểm, vệ sinh sạch sẽ, mặt khác tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu thuốc điều trị cũng như vaccine phòng bệnh. Các chuyên gia cho rằng khi chưa có vaccine, việc ngăn chặn triệt để dịch COVID-19 là điều bất khả thi và nước này cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án cho đợt bùng phát dịch thứ hai. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn có thể giảm thiểu những tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 nếu người dân có ý thức phòng bệnh. Đức Cường, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.